gì đây? Đường quê vẫn còn sơn nhắc đến những tàu mò. Tôi dạy làm câu khi đâu làm gì đến là nhỏ to. Đề nghị cô chú chúng mình gọi số 1 là nhé. Chú em kiểm tra là người gọi bên trên à, tránh tình trạng kinh phong, kinh giật hay là lộn là vé. Chúng ta còn có vé mà kiểu lại nha. Và dòng này tiếp theo vẫn là 30.000 đồng. Rồi, rồi chúng ta sẽ quẩn luôn à. Thưa ơi, cơ ơi, hai đứa hai đứa đủ nói chuyện riêng cho sân khấu với anh chị em. Rồi, anh trai ơi, đưa là vé đây giùm em nha. Rồi, trời ơi, anh trai xong chỗ nha. Anh đọc dòng loại xong, anh đọc mã số giùm em ha. Dòng loại 115. Dòng 115 đúng ký hiệu, đúng dòng loại. Anh coi số 9. Số 9. Nhưng nói chuyện em. Có 1. 28. Có 2. 33. Có 3. 60. Có 4. Kính thưa quý vị, 4 con số hàng ngang phù hợp với 4 con cờ tìm kiếm ra bên trên. Thì kính thưa quý vị, giá trị giải thưởng sẽ được trao cho anh trai đó là phong bao lì 5 phong vàng cho anh trai nhé. Rồi, Thi ơi, tặng cho mọi chủ nhân một con gấu luôn, ba người luôn đi nha. Vâng, và bây giờ chúng ta dựng trọn vẹn đó là 5 phần quà. Anh kiểm tra lại cho em. Rồi, cảm ơn hai người đã hỗ trợ nha. Quá chưa, từ từ kiểm tra trước đi đã. Kiểm tra đi anh, kiểm tra dạ. Rồi em còn những quà nữa, nhiều lắm. Dạ. Rồi em lấy cái hàng luôn đi. Đúng rồi. Lấy cái hàng luôn nha. Có không? Rồi, em tặng thêm cho anh đó là một cái bao lì xì thần tài bạc vàng và một cái voucher đến từ hệ thống giao khoa Sài Gòn Tâm Đức. Cảm ơn anh trai rất là nhiều, chúc mừng anh trai nha. Thì kính thưa quý vị, dòng lại tiếp theo vẫn là 30.000 đồng gọi là vé. Và cô chú chị thân mến, trong tuần này chúng ta sẽ được giao lưu và gặp gỡ với rất là nhiều những chương trình hấp dẫn. Ví dụ như là thứ 6 tuần này, thưa quý vị, thứ 6 tuần này quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với ca sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam, đó là ca sĩ Cindy Thái Tài, phục vụ quý vị vào thứ 6. Còn ngày thứ 7 quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và ngọc nữ Hồ Quảng Khánh Tâm sẽ phục vụ cho quý vị vào ngày thứ 7. Và đêm chủ nhật đó là một thành viên cũ của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam sẽ quay trở lại đây cùng với Gánh Hát Lô Tô Hương Nam để phục vụ cho tất cả quý vị, đó là người đẹp Năm Trà sẽ phục vụ cho quý vị vào chủ nhật tuần này, thưa quý vị nha. Rồi, từ cái bây giờ xin mời vị chúng ta cùng giao lưu và gặp gỡ giọng ca của người đẹp Yumi và người đẹp Linh Anh. Dạ, kính thưa quý vị, Xu ơi. Nán là Xu Thu. Nán là Xu Thu, đi xíu được không? Bây giờ tôi chưa có hát. Tự nhiên bữa nay tôi thấy tôi đẹp, tôi thấy bà cũng đẹp nè. Quý vị ơi, chúng ta có thể cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho sinh nhật của Xu Xu được không quý vị? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy dạ em thay mặt em thay mặt mắng thân em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em quà luôn kìa, tặng con heo. Cảm ơn cưng nha, bé đồng tính nam. Cảm ơn chị rất là nhiều đã tặng em cái bánh kem. Xu ơi, sinh nhật của em chị xin hát một bài tặng cho em. Rồi không cần. Trời ơi, 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 trời ơi
rồi rồi bây giờ cắt bánh kem đi, đi vô đi chứ cắt cái gì, cắt hội hội đó. Đi dạ hai bữa nay sinh nhật em cho nên là quý vị hy vọng mọi người sẽ nán lại tới cuối giờ, tại vì đêm nay dòng lại đổi vé là được trúng 5 sân vàng nha quý vị nha. Dòng lại miễn phí cuối giờ, 5 vé cũ đổi thành 1 vé mới, quý vị sẽ được nhận đó là 5 sân vàng hoàn toàn miễn phí cho cuối giờ nha quý vị nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu Do số.